Xin chào cả nhà, các video trước mình đã giới thiệu với cả nhà chợ Tết của người Hoa, chợ Tết của người Việt rất là tưng bừng. Và bây giờ hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà coi bên trong của chợ Mỹ có gì nha, vào chợ Costco nha cả nhà ơi. Bên trong Costco rất là rộng cả nhà. Và đây là những cây tắc đây cả nhà ơi. Costco cũng có chợ Tết Việt Nam nữa nha cả nhà. Những cây tắc rất là tốt luôn. Và cũng có trái chín rồi đó cả nhà ơi. Nhiều tắc lắm luôn á cả nhà. Và mọi người đi chợ ở đây cũng rất là đông luôn. À, đây là những bó hoa có cái những cái phong bì lì xì Tết đi cả nhà. Đó, cũng giống như là để trang trí cái chữ Phúc ở trên đó. Và nó cũng là biểu tượng của Tết Việt Nam, Tết của Tàu. Và đây là những bó hoa lay ơn mà Việt Nam mình cũng hay trưng trong những dịp Tết đây cả nhà. Costco là chợ của Mỹ mà họ cũng tranh thủ bán những cái đồ của người Việt mình để chuẩn bị cho Tết nữa đó cả nhà. Những bó hoa lay ơn ở đây rất là đẹp luôn, dài cao và bông thì búp búp và có một số đã nở rồi. Cái này trưng Tết là rất là đẹp luôn đó cả nhà. Một bó là 9 đồng 99 sen nha cả nhà, là khoảng cỡ 220 tiền Việt Nam. Rất là nhiều bó hoa để trưng Tết đây cả nhà. Và trong này có bán trái khóm rất là nhiều luôn cả nhà. Bình thường không có nhiều như vậy đâu, mà bây giờ đến dịp Tết cho nên họ đem về nhiều hơn nữa. Và Việt Nam mình và Tàu cũng thích trưng Tết bằng những trái cây, trái giống như trái quýt, trái khóm vậy đó cả nhà. Đây quýt rất là nhiều luôn. Mọi người đi chợ cũng rất là đông nha. 75 đồng mấy cái que. Còn đây là cua Alaska đây cả nhà. Một cái như thế này là 75 hoặc là 80 đồng đó. Và đây là gà quay nổi tiếng của Costco là rất là rẻ đây cả nhà. Có 4 đồng 99 một con thôi mà họ đã quay sẵn rồi. Mà thịt ăn cũng rất là ngon cả nhà. Đó, họ quay trực tiếp ở chỗ này luôn. Khi mà mua là nó đừng còn nóng hổi luôn đó cả nhà. Mua về là ăn liền thôi. 4 đồng 99 thì cỡ có 101, 102 một con thôi cả nhà. Mà nó chín mà nó rất là to luôn. Mà thịt cũng rất là ngon nữa. Mình cũng không hiểu sao mà trong Costco lại bán gà mà nó rẻ như vậy luôn đó cả nhà. Cái này mua về ăn Tết cũng được hơn cả nhà ha. Mình phát hiện ở trong Costco có phở gói của Việt Nam cả nhà ơi. Không biết ai sản xuất. Ồ, Việt Nam gửi qua bằng xuồng. uống sâm xong da da mặt uống vô có má lúng 2 đồng tiền. Tại em uống chưa đủ là nó chỉ có 75 đồng. Ở trong Costco hay có cho uống thử những cái món mà họ đang sale cả nhà. Hôm nay là họ cho uống thử, này là nước yến cả nhà. Nước yến cũng rất là ngon luôn. Rất là nhiều người thử và mua. Và thường cho thử về thì nó đang sale đó cả nhà. Và cái tiếp đây mình đi qua thêm một cái chỗ bán hoa nữa nha cả nhà, ở trong Costco luôn. Đây bán hoa bó thôi. Là bình thường đều có hoa bó như thế này. Chỉ có khi mà có Tết thì cái khu lúc nãy mình quay á là nó có thêm những cái
bao lì xì, những cái giấy gói màu đỏ để cho Tết thôi. Và bây giờ mình đi qua một cái chợ khác của Mỹ nữa nha cả nhà. Chợ này ở Milpitas. Cái shopping ở đây cũng lớn lắm của Milpitas đó cả nhà. Đây là trung tâm của Milpitas. Là trung tâm này là đa số là các quán ăn, các shopping đều của Mỹ hết nha cả nhà. Và mình sẽ vào trong Safeway, coi ở trong Safeway của người Mỹ họ có những gì ở trong đó, coi có không khí gì của Tết Việt Nam không nha cả nhà. Đây mình tới chợ Safeway rồi đây cả nhà ơi. Đặc biệt là trong chợ của Mỹ rất là sạch sẽ nha cả nhà, rất là sạch và rất là đẹp luôn. Đây là những loại hoa chuẩn bị cho mùa xuân đây cả nhà, họ bán họ để ở phía trước. Còn mình sẽ vào bên trong coi thử nha. Cái khu vực hoa rất là nhiều luôn cả nhà. Và đây, vậy là cũng có bán hoa Tết đây cả nhà ơi. Những bao lì xì và những cái giấy màu đỏ, đó là Tết của Việt Nam và Tết của Tàu đó cả nhà ơi. Nhìn rất là xinh luôn cả nhà. Những cái cây xanh này ở bên này nó kêu là cây bamboo á, bamboo là Tàu nó thích lắm luôn á. Rồi mình ngắm cái chậu cúc này nha cả nhà ơi. Có phong bì lì xì, có con chim cắm bên trên rất là đẹp luôn. Và cả nhà biết giá bao nhiêu không? 24 đồng 99 nha cả nhà. Là 25 đồng rồi. 25 đồng thì phải là gần 600 ngàn Việt Nam này đó cả nhà. Cái chậu này mà 600 ngàn cũng hơi mắc đúng không cả nhà? Thường ở trong các tiệm Mỹ á, bán đồ thường là mắc hơn ở ngoài, ở ngoài chợ Việt Nam. Và chất lượng của nó lúc nào cũng rất là tốt. Chất lượng là số 1 luôn đó cả nhà. Chất lượng tốt cho nên thường nó đều bán mắc hơn một chút xíu. Đây cái chậu hoa chậu này cũng rất là dễ thương đây cả nhà. Cái chậu hoa cúc này, cái này là bình bông rồi, họ cắm ở trong này họ bán nguyên cái bình bông rồi cả nhà. Nguyên cái bình luôn. Rất là xinh luôn cả nhà. Nhưng mà giá thì hơi cao một chút xíu, nhưng mà rất là đẹp. Đẹp và sang nữa. Đó, nguyên cái khu này là của dành riêng cho những loại hoa Tết đó cả nhà. Rồi mình sẽ đi vào phía bên trong một tí xíu. Bên trong hoa cũng rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Mình coi cái bình bông này nha. Rồi 59 đồng 99 một cái chậu bông này đó cả nhà. Là khoảng 1.3.000.000, 1.4.000.000 đó cả nhà ơi. Bình hoa rất là tươi, rất là đẹp luôn. Mà giá thì cũng hơi bị đẹp luôn cả nhà. Mấy bó hoa ở chỗ này rất là đẹp luôn. Nhìn rất là mê luôn cả nhà ơi. Còn phía bên này là khu bán trái cây, rau, củ quả rồi cả nhà. Và một chỗ này nó bán bông nữa cả nhà ơi. Trong Subway bán bông rất là nhiều luôn. Và mình rất là ấn tượng những cây lan này cả nhà ơi. Cái màu của nó rất là lạ luôn á. Không biết là lan nó có màu như thế này hay là họ bỏ thuốc để cho nó có đổi màu như thế này. Nhưng mà nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Cái này có những cái viền màu hồng ở bên trong. Rất là xinh luôn. Nhìn giống như hoa giả nhưng mà nó là hoa thật nha cả nhà. Hoa thật nhưng mà có những cái màu này thì rất là tuyệt luôn cả nhà. Đẹp lắm luôn á. Trong này có bán cả sen đá nữa cả nhà ơi. Họ bỏ vào trong cái chậu và trang trí. Nhìn cũng rất là dễ thương nha cả nhà. Vậy là trong chợ Mỹ chỉ bán hoa là đặc biệt cho Tết, Tết Việt Nam thôi nha cả nhà, chứ cũng không có gì là nhiều hết.
không có bánh mứt của Việt Nam đâu, chỉ có các loại hoa là nhiều thôi. Và mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Chúc mừng năm mới cả nhà nha. Chúc sức khỏe nữa nha cả nhà. Bye bye cả nhà.